Xin chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời lượng của bản tin 16 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Một số tin tức trong tỉnh đáng chú ý sẽ mở đầu cho bản tin chiều nay, Chủ nhật, ngày 3 tháng 11. Chiều 2 tháng 11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức lễ bàn giao 228 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh do Tổng Công ty Khí Việt Nam trao tặng. Tại buổi lễ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tiếp nhận 10 tỷ đồng của Tổng Công ty Khí Việt Nam hỗ trợ cho tỉnh Cao Bằng xây dựng 228 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại buổi bàn giao, lãnh đạo Tổng Công ty Khí Việt Nam mong muốn chung tay hỗ trợ an cư lạc nghiệp cho những hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, tiếp thêm động lực để bà con vượt qua khó khăn, sớm vươn lên ổn định cuộc sống. Trong thời gian tới, thông qua kênh kết nối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng, Tổng Công ty Khí Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh, hoàn thành đề án xóa nhà tạm, nhà rột nát và các chương trình an sinh xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh gửi lời cảm ơn đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Tổng Công ty Khí Việt Nam đã đồng hành với các hoạt động an sinh xã hội của tỉnh, nhất là chương trình xóa nhà tạm, nhà rột nát và phong trào vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau. Đồng thời thông tin với đoàn công tác về chương trình xóa nhà tạm, nhà rột nát trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Theo đó, giai đoạn 2021-2025, tỉnh Cao Bằng đã ban hành quyết định phê duyệt hỗ trợ 16.627 nhà tạm, nhà rột nát. Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã thực hiện phân bổ hỗ trợ xây mới, sửa chữa 2.473 nhà với tổng số tiền trên 102 tỷ đồng. Với nguồn hỗ trợ ban đầu của Tổng Công ty Khí Việt Nam, tỉnh đã phân bổ đợt 1 cho 228 nhà, mỗi nhà 26,4 triệu đồng với tổng số tiền 6 tỷ đồng. Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cam kết với nguồn hỗ trợ còn lại của Tổng Công ty Khí Việt Nam, tỉnh sẽ tiếp tục phân bổ nguồn hỗ trợ đúng mục đích, đúng đối tượng, giúp người nghèo có điều kiện để vươn lên thoát nghèo, ổn định trong cuộc sống. Huyện ủy Hà Quảng vừa tổ chức hội nghị giao ban công tác nội chính, cải cách tư pháp quý 3, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 4 năm 2024. Trong quý 3, các đơn vị tổ chức tuyên truyền được 24 cuộc với 1.698 lượt người nghe, tư vấn pháp luật được 36 cuộc với 219 lượt người nghe. 9 tháng đầu năm, xảy ra 53 vụ vi phạm về trật tự xã hội, phát hiện 5 vụ với 6 đối tượng về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Xảy ra 9 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3 người, 9 người bị thương. Thụ lý 20 tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, đã xử lý giải quyết 12 tin, đang giải quyết 8 tin. Thời gian tới, các cơ quan trong khối nội chính chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện đạt kết quả công tác nội chính trên địa bàn huyện, tập trung thực hiện hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, giải quyết các vụ việc, vụ án, đẩy nhanh tiến độ xử lý, giải quyết các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân, ngày 2 tháng 11, Chi bộ Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân, Kinh tế và Hạ tầng huyện Hòa An phối hợp tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý 4 tại Di tích Quốc gia đặc biệt Rừng Trần Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình. Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo huyện và đảng viên hai chi bộ dâng hương dâng hoa tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và 34 chiến sĩ đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, các đảng viên được tìm hiểu về nguồn gốc, ý nghĩa lịch sử khu di tích quốc gia đặc biệt Rừng Trần Hưng Đạo, hoàn cảnh ra đời của đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam, quá trình chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam, của lực lượng vũ trang tỉnh Cao Bằng. Buổi sinh hoạt chuyên đề không chỉ là dịp để các đảng viên hiểu sâu sắc hơn về lịch sử mà còn thúc đẩy tinh thần đoàn kết, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc phát huy truyền thống cách mạng. Từ đó, mỗi đảng viên ý thức hơn về vai trò của mình trong công cuộc xây dựng và phát triển địa phương, đồng thời tiếp tục lan tỏa tinh thần yêu nước, truyền thống tự hào dân tộc đến thế hệ trẻ. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo huyện và chi ủy hai chi bộ đã đến thăm và trao quà cho hai gia đình lão thành cách mạng tại xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình và thị trấn Nước Hai.
Huyện đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Bảo Lạc tổ chức chương trình sưởi ấm mùa đông và tuyên truyền luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, chủ quyền biển đảo Việt Nam, hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thiếu nhi năm 2024 tại xã Phan Thanh, huyện Bảo Lạc. Tại chương trình, hơn 700 giáo viên, học sinh, phụ huynh tại xã Phan Thanh được cán bộ công an huyện tuyên truyền phổ biến pháp luật về vai trò vị trí chiến lược của biển đảo Việt Nam, công tác biên giới đất liền, quản lý biên giới, an ninh, chủ quyền biển đảo, luật trẻ em, luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, an toàn không gian mạng, hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ. Dịp này, cụm thi đua số 3, đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp, Ban Thanh niên Công an tỉnh cùng các đơn vị đồng hành đã đến trao 30 suất quà, mỗi suất từ 3 đến 5 triệu đồng cho 30 hộ bị thiệt hại bởi cơn bão số 3. Trao 52 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Trao 30 chăn ấm cho 30 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá quà tặng hơn 130 triệu đồng. Trong chương trình còn tổ chức khánh thành công trình lò đốt rác, tuyên truyền nâng cao nhận thức của học sinh trong việc phân loại, xử lý rác thải đúng quy trình. Tiếp theo sau đây, như thường lệ, sẽ là thông tin trong nước quốc tế. Sáng 3 tháng 11, tại nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chủ trương đầu tư chương trình Mục tiêu Quốc gia phòng chống ma túy đến năm 2030. Mục tiêu tổng quát của chương trình là nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân, nhằm kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy, hướng tới giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại của ma túy, tổ chức phòng ngừa, đấu tranh tội phạm về ma túy từ sớm, từ xa, không để Việt Nam trở thành địa bàn sản xuất, trung chuyển và tiêu thụ ma túy, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, trang thiết bị tiên tiến và công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy. Về giải pháp thực hiện chương trình, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, về cơ chế chính sách, cần có cơ chế đặc thù trong quản lý, tổ chức thực hiện một số hoạt động. Cụ thể, hỗ trợ trực tiếp cho cấp tỉnh, cấp huyện xây dựng, triển khai mô hình tổ chức thực hiện cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, trực tiếp xây dựng, tổ chức thực hiện thí điểm các mô hình quản lý, phòng ngừa tái nghiện và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện ma túy, xây dựng cơ chế đặc thù về nội dung chi, mức chi trong xây dựng, tổ chức triển khai mô hình, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy tại các địa phương. Ủy ban xã hội đề nghị chính phủ tiếp tục quan tâm rà soát, đánh giá tính phù hợp của chương trình với quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 và hệ thống quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch. Phân tích các mục tiêu cụ thể và đề ra giải pháp thực hiện phù hợp nhằm bảo đảm tính khả thi và đạt hiệu quả. Phối hợp với các bộ ngành liên quan, tiếp tục rà soát, phân tích, đánh giá, làm rõ các nội dung, hoạt động của các chương trình mục tiêu để đề xuất cơ chế lồng ghép chính sách, tích hợp nguồn lực các nội dung, hoạt động, bảo đảm tiết kiệm hiệu quả. Bên cạnh đó, Ủy ban xã hội đề nghị làm rõ giải pháp, bảo đảm nguồn lực đáp ứng mục tiêu, các chỉ tiêu đặt ra của chương trình, cơ cấu vốn các dự án thành phần, cơ chế đặc thù phân bổ vốn phù hợp với các địa phương khó khăn, chưa tự cân đối ngân sách và có tính chất phức tạp về ma túy. Kết luận nội dung phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, trước những diễn biến của tội phạm ma túy và những hậu quả của hiểm họa khôn lường liên quan đến sức khỏe sống nòi, an ninh quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí về sự cần thiết của chương trình, cơ bản thống nhất với dự thảo nghị quyết trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 8. Đề nghị chính phủ chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo khẩn trương tiếp thu ý kiến tối đa của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp thẩm tra, tiếp tục hoàn thiện chương trình và dự thảo nghị quyết để trình Quốc hội nghiên cứu thảo luận trong thời gian tới. Theo dữ liệu PMI của tổ chức xếp hạng tín nhiệm S&P Global, Việt Nam đạt 51,2 điểm, tăng đáng kể so với mức 47,3 điểm của tháng 9. Ngành sản xuất Việt Nam khởi sắc. Đây là nhận định trong báo cáo cập nhật của tổ chức xếp hạng tín nhiệm S&P Global mới công bố, qua đó cho thấy khả năng tăng trưởng của các ngành sản xuất trong thời gian tới. Ngay sau khi hoàn thành đơn hàng cả năm nay cung cấp 50.000 chiếc quạt gió xe ô tô cho đối tác Hoa Kỳ, doanh nghiệp này đang chuyển đổi sản xuất, nghiên cứu sản phẩm mới với sản lượng tăng gấp 10 lần. Ông Dương Nguyên Thành, Phó Chủ tịch Tập đoàn Giza Group cho biết, chúng tôi đã chủ động hợp tác với các đối tác để nghiên cứu được công nghệ lõi của động cơ, điều khiển, công nghệ về thiết kế vật liệu. Chính vì thế chúng tôi có khả năng đáp ứng được yêu cầu phức tạp hơn và sản lượng lớn hơn. Theo dữ liệu PMI của tổ chức xếp hạng tín nhiệm S&P Global,
Việt Nam đạt 51,2 điểm, tăng đáng kể so với mức 47,3 điểm của tháng 9, cho thấy sự mở rộng ngành sản xuất, sự tăng trưởng trở lại của cả sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới. Các doanh nghiệp đã và đang tận dụng tốt cơ hội từ các hiệp định FTA, đặc biệt là thị trường đối tác lớn thương mại, chẳng hạn như xuất khẩu sang Mỹ tăng 27%, trong khi cùng kỳ giảm 17,6%. Đối với EU, tăng tới 17%, trong khi cùng kỳ giảm 8,9%. Dù có tín hiệu khả quan, nhưng theo dự báo của các tổ chức quốc tế, nhu cầu quốc tế vẫn chưa thực sự phục hồi, cùng với các chi phí đầu vào sản xuất sẽ tăng, trong khi giá bán vẫn phải duy trì để cạnh tranh. Đây sẽ là lực cản không nhỏ đối với đà sản xuất xuất khẩu trong thời gian tới. Theo Ngân hàng Thế giới, ngành sản xuất Việt Nam luôn có sự phục hồi tốt sau các biến động, nhưng quan trọng hơn là cần duy trì đà tăng trưởng bền vững và trên diện rộng của khối sản xuất trong nước. Đây là điều kiện để thích ứng tốt hơn trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Hiện nay, bệnh đột quỵ không chỉ xuất hiện ở người lớn tuổi mà còn gặp ở người trẻ tuổi. Thậm chí có người mới ngoài 20 tuổi cũng đã bị đột quỵ. Đột quỵ có hai loại là đột quỵ nhồi máu não và đột quỵ xuất huyết não. Theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế, đột quỵ để lại hậu quả rất nặng nề. Các biến chứng liên quan đến tim, viêm phổi, nghẽn tĩnh mạch, sốt, đau, khó nuốt, co cứng chi, trầm cảm. Các biến chứng của đột quỵ khiến bệnh nhân bị ảnh hưởng về sức khỏe, tâm lý, có thể dẫn đến khuyết tật tạm thời hoặc khuyết tật vĩnh viễn, để lại gánh nặng cho người thân, gia đình. Để ngăn chặn giảm thiểu nguy cơ bị đột quỵ, mỗi người dân cần thực hiện lối sống lành mạnh như không hút thuốc lá, không uống rượu bia, tăng cường vận động thể dục thể thao, giữ cân bằng trong cuộc sống và công việc nhằm tránh căng thẳng tâm lý, thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ, tối thiểu mỗi năm một lần. Những người từng có tiền sử bị đột quỵ cần dùng thuốc kiểm soát tốt huyết áp, thuốc dự phòng đột quỵ. Người cao tuổi và người trung niên chủ động mặc ấm khi thời tiết chuyển lạnh, giữ ấm cơ thể trước khi đi ngủ và mỗi khi rời khỏi phòng hoặc nhà ở, kể cả đi bộ vào buổi sáng để tránh bị thay đổi nhiệt độ đột ngột. Người cao tuổi nên ngủ và dậy đúng giờ, tập thể dục mỗi ngày, uống nhiều nước khi ngủ dậy và lúc sáng sớm. Về chế độ ăn uống, mọi người nên bổ sung rau xanh, hoa quả, ăn nhiều cá, ít thịt trong khẩu phần ăn hàng ngày. Thức ăn chế biến nên bổ sung một lượng muối vừa phải, hạn chế dầu mỡ, không nên hút thuốc lá và uống rượu bia. Chuyển sang tin quốc tế, cúm gia cầm đang lây lan nhanh hơn ở Liên minh châu Âu, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ tái diễn khủng hoảng dịch cũng như khả năng lây lan sang người. Theo dữ liệu của Tổ chức Thú y Thế giới, tính từ đầu mùa chim di cư bắt đầu từ tháng 8 cho đến cuối tuần trước, các nước EU ghi nhận tổng cộng 62 đợt bùng phát cúm gia cầm tại các trang trại, hầu hết ở phía đông của khối. Còn số này cao hơn so với 7 đợt bùng phát cúm gia cầm được ghi nhận tại các trang trại ở EU trong cùng kỳ năm 2023, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với 112 đợt bùng phát của năm 2022. Hiệp hội chăn nuôi gia cầm Pháp nhận định, tình hình trên toàn EU chắc chắn đáng lo ngại hơn so với cùng kỳ năm 2023. Trong những năm gần đây, cúm gia cầm độc lực cao đã làm chết hàng trăm triệu gia cầm trên toàn cầu, nhưng chưa được phát hiện ở người hoặc gia súc tại EU. Tại Mỹ, virus cúm gia cầm đã lây lan sang gần 400 đàn bò sữa ở 14 bang trong năm nay và đã được phát hiện ở 36 người kể từ tháng 4. Pháp, quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất do cúm gia cầm trong giai đoạn 2022-2023, đã tăng cường các biện pháp an toàn sinh học xung quanh các trang trại gia cầm vào giữa tháng 10. Bản tin 16 giờ hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.